Trong mùa Champions League năm nay, Rasmus Højlund đã ghi một bàn thắng ấn tượng khiến cựu danh thủ Paul Scholes liên tưởng đến Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, cựu danh thủ Rio Ferdinand của MU cho rằng sự thất vọng của Højlund ở giải Ngoại hạng Anh không phải là do anh mà là do lối chơi của đội. Ferdinand nhấn mạnh rằng Anthony và Marcus Rashford, những người nên tạo cơ hội cho Højlund, lại không thể thực hiện điều đó. Trong 16 lần đá chính tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Rashford và Anthony chỉ có tổng cộng một đường chuyền thành bàn. Của Rashford, Alejandro Garnacho cũng chưa có đường chuyền thành bàn. MU mùa này gặp khó khăn ở cả hai khâu, ghi bàn và kiến tạo cơ hội. Mặc dù Rasmus Højlund ghi bàn ấn tượng ở Champions League, anh chưa tham gia vào khâu ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Cần nhớ rằng Højlund, 20 tuổi, đã tham gia vào một nửa số bàn thắng của đội, ghi 7 và kiến tạo 1 trong 17 bàn, và đã đóng góp lớn cho thành công của Đan Mạch ở vòng loại Euro 2024.